Nào. Từ từ đã. Thôi nói đi. Này, công tác phí. Mình xin. Này, công tác phí này có vẻ hơi hẻo ấy. Nhưng mà thôi, có phải hơn không. Thôi nói đi. Từ từ, em chắc phải vội. Để người ta uống nước đi. Mình cứ uống nhanh lên. Công nhận ngon thật đấy. Ây à. Nói được chưa? Tóm lại bây giờ các cậu thích nghe của ai trước? Nghe của tớ. Cậu nói của tớ trước đi. Của gì gì? Thôi được rồi, vậy tớ sẽ thông báo kết quả của tớ trước. Kỳ này tớ đã tăng 10 bậc so với kỳ trước. Thật đó? Thế không tớ? Còn cậu ấy, cậu tăng tận 13 bậc rồi. 13 bậc, tuyệt vời. Phương ấy thì phải tuyên dương tại vì đứng thứ 3 toàn trường ấy. Chúc mừng cậu nhé, thứ 3 toàn trường ấy. Thế Vũ thì sao? Vũ, kết quả này hơi chán. Sao thế? Lại đứng thứ nhất. Chả có gì để nói. Cậu như kỳ trước. Chúc mừng cậu nhé. Chúc mừng cậu. Này, đứng thứ nhất 1 đến 2 lần, người ta gọi là phong độ. Đứng thứ nhất đến 4 lần liên tiếp, người ta gọi là đẳng cấp. Cũng chỉ là điểm giữa kỳ thôi mà. Thôi, đã học giỏi rồi còn khiêm tốn. Này nhá, tớ mà học giỏi như cậu nhá, alo bố mẹ phát cho bố mẹ mổ trâu mổ bò quê mời cả làng cả xã luôn. Bọn tớ không cần bò cần trâu đâu, bọn tớ chỉ cần một bữa ăn thôi nhé. Okay. Đi ăn thì đi ăn, cuối tuần là đi luôn nhá. Đi luôn. Đi. Nào, chúc mừng Vũ thủ khoa của chúng ta. Go. Thủ khoa gì đâu, thi giữa kỳ thôi mà. Tớ phải cố gắng nhiều. Điểm giữa kỳ của cậu là điểm ao ước của bọn tớ. Và còn là động lực nữa. Cậu có biết không, mỗi lần mới nghĩ đến điểm số, tớ toàn nghĩ đến cậu ấy. Cậu vừa là ước mơ nhưng vừa là động lực của bọn tớ. Đã xứng đáng để ăn mừng chưa? À. Nè, ăn đi các cậu. Quê. Vũ à. Alo, con đây ạ. À? Sao ồn ào thế con? À, hơi ồn một tí tại vì con đang ra ngoài ăn với cả mấy đứa bạn. Mẹ tớ, chào đi. Hello, Vũ ạ. Chào cô ạ. À, hôm nay con vừa thi giữa kỳ xong. Đứng đầu toàn khóa đấy mẹ ạ. Con ra ngoài ăn với cả mấy đứa thân thiết một tí. Cái gì? Ăn mừng á? Chỉ là điểm thi giữa kỳ thôi mà con đã ăn mừng á. Con chủ quan quá. Như thế này thì bao giờ con mới bước theo anh con được? Con có chủ quan đâu ạ, con chỉ gọi là ra ngoài ăn nhẹ nhàng một tí thôi mà. Con xem, anh con được học bổng tiến sĩ. Bố mẹ bảo mời họ hàng sang ăn mừng, mà anh con còn bảo không cần, chờ em về sợ em tủi thân. Trong lúc đó thì con lại đi ăn mừng vì một cái thành tích vớ vẩn đấy. Mẹ của Vũ kinh nhỉ. Tại bọn mình đấy. Tự nhiên lại bắt Vũ đưa đi ăn. Sao lại tại bọn mình? Tớ thấy nhá, mẹ của Vũ quá là thiên vị luôn. Lúc nào cũng đem anh trai ra để so sánh với Vũ. Bao nhiêu lần rồi ấy. Nè, các cậu biết là tại sao Vũ lại thi ở trường mình không? Sao? Cũng là để chứng minh cho mẹ Vũ thấy cậu ấy cũng giỏi không kém gì anh trai mình. Bởi vì ngày xưa nhá, anh của Vũ thi vào trường này nhưng mà bị tuyệt ấy. Thật thế á? Ừ. Thế thì đây phải là một màn pressing quá đỉnh của Vũ rồi còn gì? Này, cái lúc mà biết điểm thi của Vũ ấy, chắc là cả nhà cậu ấy phải trầm trồ lắm nhỉ? Không phải như thế đâu. Cái lúc đấy nhá, mẹ của Vũ ấy bảo là tại vì cái trường của bọn mình nhá, chỉ là lựa chọn thứ hai thôi. Cho nên anh của cậu ấy không tập trung, nên thi bị trượt. Thế? Quá đáng thật sự. Đấy gọi là thiên vị đấy. Mà cái câu chuyện này nhá, cứ nhà nào có hai con thì kiểu gì cũng xảy ra đấy. Thì kiểu gì cũng có một con yêu, một con ghét. Cái này tớ đọc được ở trên một tài liệu về y khoa đấy. Tài liệu y khoa? Gì? Này. Đang bàn luận cái gì đấy? Hả? Tài liệu y khoa gì ở đây đấy? Thế nãy giờ tớ ra nghe điện thoại là các cậu bàn chuyện học hành à? Kiểu này về lại phải cố gắng nhiều rồi. Không phải. Thật ra là bọn tớ đang nói Tớ đang nói ăn nhanh đi kẻo đồ ăn nó nguội. Thôi ăn đi. Ăn đi.
Xuân về yên bình, chim ca hót líu lo. Ta da da ta, ta da da da. Hay quá. Này, Phương với Nhi bảo em ngồi đây đợi nó đấy. Ngồi đi. Tí cho em ra nước nhá. Đợi chị tí. Này, sao cả tuần chị mới thấy mặt đấy hả? Thì bây giờ một tuần em chỉ uống một chai nước thôi mà. Đúng là dễ yêu dễ ghét có khác. Ngày trước á, cả tuần còn chả đủ nước ngọt cho anh. Thế là bây giờ quyết tâm một tuần một chai. Được đấy. Chồng này quyết tâm nhở? Thì tao cũng chả quyết tâm gì đâu. Chẳng qua là em đang muốn giảm cân để cho người nó thanh thoát hơn thôi. Em mà quyết tâm như thế thì chị hiểu. Thế nhưng mà thằng Vũ ấy, cả tuần nay nó đi đâu ấy, chị chả thấy mặt nó đâu cả. Bình thường nhá, là ngày nào nó cũng ra đây uống của chị một cốc chanh muối. Nhớ nó phết, không hiểu nó đi đâu nhỉ. Ai cũng nhắc đến Vũ. Nói thật với chị nhá, đến bọn em bây giờ gặp cậu ấy còn khó. Ngoài cái giờ trên giảng đường nhá ấy, là chả biết cậu ấy đang làm gì luôn. Thế thì Vũ nó đi đâu nhỉ? Em đi, mà em quên không cầm tiền rồi, ký sổ cho em nhé. Lại nợ à? Cả tuần một chai nước ngọt, em ký sổ. Sao con lại không ngồi cho chị Yến? Tớ sợ lắm rồi. Giờ tớ không thích ngồi ở những cái nơi mà ai đi qua cũng hỏi tớ là Vũ đâu, Vũ đang làm gì. Tự nhiên là làm cho mình có cảm giác là mình không hiểu Vũ hay là mình đang bỏ rơi Vũ không bằng. Thế cậu ấy đâu? Được chưa? Đến bọn mình còn phải hỏi cậu ấy đâu cơ mà. Đang ở trên thư viện với cái tổng sách cao ngập cả đầu ấy. Tớ vừa ngồi cùng với Vũ 3 tiếng đồng hồ, tớ sợ không chịu được, phải xuống đây ngồi hóng gió này. Không biết là cậu ấy lấy đâu ra sức mà học kinh như thế. Cậu ấy có bị kiệt sức không nhỉ? Riêng về sức khỏe không phải lo. Hôm qua đi bơi nhá, cậu ấy chấp tớ bơi trước nửa bể cơ. Nhưng mà vấn đề ấy, là cậu ấy đi bơi về xong là cậu ấy ngồi thẳng vào bàn học, không thèm nói chuyện câu nào với tớ. Cái tình trạng như thế này, tớ sợ cậu ấy sẽ bị stress giống tớ hồi trước mất. Phương này, cậu đã từng trải qua cái lúc đấy rồi ấy, thì theo cậu bây giờ phải làm như nào? Tớ thấy cách tốt nhất là nói thẳng cho Vũ để Vũ nhận ra thôi. Ôi không được đâu. Bây giờ ai nói? Cậu nói à? Hay tớ nói? Bây giờ nhá, cái người mà gỡ được áp lực ấy chỉ là cái người tạo nên áp lực thôi. Nhưng mà chả lẽ chúng mình lại đi nói với cả mẹ Vũ là cô ơi cô khen Vũ một câu à? Làm sao mà nói đi à? Này, nhưng mà tớ thấy nhá, mẹ cậu ấy có bắt cậu ấy phải học tốt hơn đâu. Mẹ cậu ấy chỉ nói mỗi một câu là anh cậu ấy khiêm tốn hơn cậu ấy thôi. Đấy, đấy chính là vấn đề. Tất cả những việc mà Vũ làm nhá, trong mắt người khác đều đã tốt rồi đúng không? Nhưng mà riêng với mẹ Vũ nhá, lúc nào anh trai cũng làm tốt hơn. Tớ thấy nhá, không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân của Vũ được. Việc học là việc của cậu ấy, còn anh cậu ấy ra sao là việc của anh ấy. Làm sao mà cứ phải tự áp lực bản thân như thế? Đúng, anh ấy có đến đây và bắt Vũ phải học đâu. Này, các cậu đang đổ lỗi cho nạn nhân đấy à? Các cậu phải nghĩ thoáng là gì? Vũ là nạn nhân của chính cậu ấy mà thôi. Có khi bây giờ tớ phải gặp mẹ cậu ấy để chia sẻ về chuyện này xem sao. Nhưng cậu nói thế cũng không đúng. Cậu thử nghĩ em nhé, bọn mình cùng nhóm với Vũ đúng không? Bọn mình cũng chịu áp lực từ Vũ. Nhưng mà chính cái áp lực đấy làm cho cái việc học tập của bọn mình tốt hơn mà. Thế, có liên quan gì đâu. Đến bọn mình là bạn bè mà còn thế, huống hồ còn là anh em. Thế bây giờ chả nhẽ để cho Vũ tự bơi. Tớ khuyên cậu một câu nhé, tốt nhất là cậu đừng quan tâm. Bây giờ cậu thử nghĩ xem, chả lẽ bây giờ mình để ra mình an ủi cậu không phải như thế nữa đâu. Cậu làm thế nào làm, cậu không thể vượt qua anh trai cậu đâu. Cậu thử nghĩ xem lúc đấy Vũ sẽ vui hay buồn. Tớ thấy là Lâm nói đúng đấy Phương ạ. Ui,
Vũ, buồn lắm rồi, mọi người về hết rồi, tớ buồn ngủ quá. Mình về đi, mai học tiếp. Đồng chí Vũ. Báo cáo thủ trưởng. Đồng chí ngồi xuống đi. Vũ này. Dạ. Dạo gần đây tôi thấy đồng chí khá là phờ phạc, mệt mỏi. Tôi đã xem kỹ thành tích của đồng chí. Mọi thứ vẫn duy trì rất tốt. Nhưng có điều tôi không hiểu là dạo gần đây tôi thấy đồng chí không vui đùa với các bạn nữa. Có phải giữa các đồng chí có vấn đề gì không? À dạ, báo cáo thủ trưởng. Tại vì dạo gần đây tôi bận học quá, thế nên không có thời gian đi với các bạn. Đồng chí có thành tích học tập và rèn luyện rất tốt. Các thầy cô giáo, các cán bộ ở trường rất là khen đồng chí. Nếu không có điều gì quá đặc biệt, đồng chí có thể chia sẻ với tôi tại sao dạo gần đây đồng chí lại tăng cái sự miệt mài của mình lên như thế không? Báo cáo thủ trưởng, thực ra thì lý do cũng không có gì quá đặc biệt ạ. Chỉ là hôm trước tôi có báo cáo kết quả về cho bố mẹ. Thì họ có lấy anh trai tôi ra để tôi noi theo. Và từ lúc ấy tôi đã nhận ra rằng mọi cái sự nỗ lực của mình đến giờ như vậy là vẫn chưa đủ. Tôi cần phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều hơn nữa để có thể chứng tỏ với cả người thân và gia đình của mình. Có phải không thưa thủ trưởng? Vậy tôi hỏi đồng chí, nếu đồng chí đang chữa bệnh cứu người, đồng chí có nghe theo sự hướng dẫn của những người bên ngoài không? Tất nhiên là không ạ. Tốt. Vậy nếu cái người ở bên ngoài đó là thầy của đồng chí thì sao? Đồng chí có nghe không? Trường hợp này là có ạ. Có ạ. Thế thì tôi lại hỏi đồng chí thêm một câu nữa. Nếu giả sử có người bị điện giật và rơi xuống nước, và một lý do nào đấy mà thầy của đồng chí đến muộn, khi đến nơi thì chưa nắm bắt được tình hình, chỉ nhìn thấy bệnh nhân bị ướt và đã khuyên đồng chí là xử lý theo cách bới nước, trong khi đó là đồng chí đang xử lý là người bị điện giật, thì đồng chí có nghe theo không? Lúc này tôi sẽ giải thích với thầy. Trong lúc đồng chí giải thích với thầy, thầy của đồng chí thì đang đi xác minh có lẽ bệnh nhân đã tử vong rồi. Nếu mà gấp quá thì tôi sẽ thực hiện đúng quy trình mà tôi tin là mình làm đúng, sau đó sẽ giải thích với thầy sau ạ. Tốt. Cho nên tôi muốn đồng chí hiểu rằng mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau, và có thể họ sẽ bị giới hạn bởi những cái hiểu biết của mình. Chính vì thế đồng chí phải tin tưởng vào bản thân mình. Đồng chí hiểu chứ? Dạ, tôi nhớ rồi ạ. Mục đích học tập của đồng chí là gì? Có phải là để được điểm cao hơn anh trai của mình không? Dạ không thưa thủ trưởng, tôi muốn trở thành một người thầy thuốc tốt. Vậy thì khi chữa bệnh cho bệnh nhân ấy, thì đồng chí là muốn tốt cho họ, hay là đồng chí muốn thể hiện mình là một người giỏi giang? Có lẽ cả hai ạ. Tôi hiểu. Khi chúng ta làm việc quan trọng thì chúng ta mong muốn được thể hiện bản thân mình là một cái động lực rất tốt. Nhưng khi chúng ta đã đạt được những cái gì mà mình mong muốn, như là địa vị, tiền tài, vân vân, thì lúc đó đối với một bác sĩ, họ có dừng lại ở đó không?
như thế thì không còn là bác sĩ tốt nữa. Nếu đồng chí nói như vậy, tôi nghĩ đồng chí đã tự tìm cho mình được câu trả lời rồi. Điều quan trọng nhất là gì? Không phải là người khác nói về mình hay nghĩ về mình như thế nào. Mà điều quan trọng nhất là đồng chí phải tin tưởng vào bản thân mình, tin vào con đường mà mình đã lựa chọn. Hơn nữa, đồng chí phải hiểu rằng mình là người có giá trị, chứ không phải là một người vô dụng. Đồng chí hiểu chưa? Tôi hiểu rồi ạ. Thế thì bây giờ tôi có một yêu cầu rất quan trọng đối với đồng chí đây. Bây giờ đồng chí đi về nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe, cố gắng không ảnh hưởng tới đồng đội và mọi người. Đồng chí hiểu chứ? Báo cáo thủ trưởng. Rõ. Đẳng cấp, đẳng cấp. Cái gì mà? Cái cầu của anh ngắn tủn vậy. Nó thấy thôi đấy. Từ đâu? Thế em à? Và là động lực nữa. Cậu có biết là mỗi lần mà một tớ